Danh hài chiến thắng chống Z hài hước, diễn viên Thái Sơn nhập viện. Danh hài chiến thắng ghép ảnh chống Z hài hước, bày tỏ rằng chỉ cần như thế này là thoải mái chạy sâu. Diễn viên Thái Sơn đăng ảnh nhập viện, xin lỗi vì còn nhiều dự án giang dở. Sau Việt 24 phần 1, danh hài chiến thắng ghép ảnh chống Z hài hước. Nghệ sĩ bày tỏ chỉ cần như thế này là thoải mái chạy sâu. Hồng Diễm Thúy Diễm co do cạnh nhau giữa trời lạnh 10 độ C. Cả hai phải trùng kín để chống chọi với cái rét trong lúc chờ quay đúng những ngày Hà Nội lạnh nhất năm. MC Thảo Vân mặc áo lông, đội mũ lông kín mít đảm bảo ấm từ đầu tới chân, vượt gần 50 km tới chỗ làm. Diễn viên Thái Sơn đăng ảnh nằm viện, xin lỗi tạm gác các dự án còn dang dở. MC Hoàng Oanh ước một ngày có 34 tiếng vì quá bận rộn. Ngọc Huyền thương ngày nắng về đăng lại một số khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới hôm 20 tháng 1 để cảm ơn mọi người đã chúc phúc cho mình video đang hot. Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe đôi chân dài 1,22m với váy siêu ngắn khi dạo phố. Khán giả thích thú khi Diệu Nhi chế ảnh mình trong công diễn năm của chị đẹp đạp gió rẽ sóng trông như ma cả rồng. Sáng đi dạy, Hà Nội đầy tuyết trắng, MC Lê Anh chơi đùa bạn bè trên trang cá nhân. Vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu tận hưởng tê, ủi ra hạnh phúc bên nhau. Hiền thục được nhận xét không có dấu hiệu tê, ủi tắc khi để mặt mộc khoe vóc dáng mình hạc xương mai trong ảnh mới. Diễn viên Phương Oanh đăng ảnh cũ, nhớ thời còn son rỗi.